khoảng 20 giờ 50 phút ngày 6 tháng 4, đoạn qua buôn Cua Đăng A, xã Cua Đăng, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa bốn xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên, một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không có biển số đi từ hướng thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Mê Thuột. Đến địa điểm trên, xe của nhóm này đã tông trực diện vào hai xe máy mang biển kiểm soát 47H1-16975 và 47 B1 10185 chạy hướng ngược lại. Cú tông trực diện khiến hai người điều khiển trên hai chiếc xe máy tử vong tại chỗ và một thanh niên bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắc. Tại hiện trường cả bốn chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Đại diện công an xã Cua Đăng, huyện Cư Mờ Ga cho biết, vào thời điểm trên cả hai nhóm trên còn có thêm một số xe khác đang tổ chức đua xe Petno lạng lách đánh võng trên đường và trong người đã có hơi men khi đến địa điểm trên do không làm chủ được tốc độ nên đã tông trực diện vào nhau